Rồi ok anh em, chào mừng anh em đến với kênh vlog của Tùng ha. Hôm nay lại tiếp tục có mặt tại tiệm sửa xe bất ổn bên Thịnh Baker nha anh em. Hiện tại những thành viên bất ổn của bên Thịnh Baker thì hôm nay không thấy có mặt, chỉ có một vài anh em có mặt ở đây thôi. Rồi hôm nay sẽ mang đến cho anh em một cái sản phẩm mới đến từ Thịnh Baker, đó là bộ nồi FCC, bộ nồi chống trượt FCC mới ha. Thì đối với những anh em chơi dòng R15B3 hoặc là những anh em chơi về những dòng Exciter thì chắc chắn anh em cũng sẽ biết về cái bộ nồi này ha. Thì ở đây Tùng sẽ giới thiệu sơ lược, còn tí nữa vô chi tiết thì trong lúc mà lắp ráp thì Tùng sẽ nói chi tiết về cái phần sản phẩm này cho anh em ha. Rồi ok, thì hiện tại mình sẽ sử dụng một bộ nồi FCC này, bộ nồi chống trượt này dành cho chiếc Exciter này nha. Hiện tại thì bộ nồi của xe này hơi bị hướng nha anh em. Xe này là đi theo công nghệ, đó là máy cày và tiên cày lập gì chỗ đó ha. Nhìn bộ nồi là anh em cũng thấy là đã thèm ha. Rồi bây giờ thì anh em sẽ bắt đầu tiến hành lắp đặt bộ nồi FCC này vô trên chiếc Exciter này và bắt đầu sẽ căn chỉnh và test thử cho anh em coi nha. Thì vào chi tiết của phần khi mà lắp đặt rồi thì Tùng sẽ giới thiệu cho anh em tiếp. Rồi ok anh em, thì chi tiết của bộ nồi FCC này ha anh em ha. Thì hiện tại bộ nồi FCC này là có 3 lò xo, như anh em cũng thấy không? 3 lò xo. Sử dụng ngầm gài để gài cái miếng phía trước và miếng phía sau lại để bắt hơn. Về cái bộ nồi này á, hiện tại á là có 3 cái lá bố và 2 cái lá sắt. Như anh em cũng đã thấy không? 3 lá bố và 2 lá sắt. Thấy chưa? Chỉ sử dụng 3 lò xo thay thắt bộ bố ron cốt rồi luôn đó. Thì cái dòng nồi FCC, cái bộ nồi FCC này nó có công dụng thứ nhất đó là vì nó có 3 lò xo thôi cho nên nó vô khi mà bố côn nó sẽ rất là nhẹ hơn xe Exciter zin rất là nhiều. Thứ hai là nó sẽ chống trượt bánh khi mà ở mình chạy ở trả số ở vòng tua cao đó thì xe mình sẽ chống trượt bánh rất là tốt đó. Thì cái bộ nồi này đã được áp dụng trên xe R15B3. R15B3 mạnh hay không là do bộ nồi này nha anh em. Đó, do người căng của bộ nồi này nữa. Thì bây giờ chi tiết của bộ nồi này thì Tùng cũng giới thiệu sơ lược cho anh em như vậy thôi. Đó, thì công dụng thực tế của nó như thế nào thì sau khi up vô chiếc Exciter này thì Tùng sẽ test cho anh em coi ha, test rõ cho anh em coi. Về những anh em nào có biết không, muốn có thông tin chi tiết hơn của bộ nồi này thì Tùng hãy đọc cái phần mô tả của Tùng ở phía dưới kèm những anh em nào có nhu cầu muốn lên bộ nồi FCC này cho dòng R15B3 hoặc là Exciter thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Facebook của anh Thịnh Baker hoặc là link shopee của anh Thịnh Baker ở phía dưới. Tùng sẽ để phía dưới để cho anh em liên hệ trực tiếp ha. Rồi giờ tiến hành lắp nồi vô chiếc Exciter này nha anh em. Rồi ha, như anh em cũng đã thấy ha, tình trạng của cái nồi này ha. Thì nói chung là nhớt nhiếc đồ rồi đen thui luôn. Nghiêng bộ nồi thì cũng phanh xì lồng luôn. Đó, nhớt này ha. Nè, nhìn cái ốc nồi là anh em cũng đâu biết là cái bộ nồi như thế nào ha. Thì bây giờ anh em sẽ tiến hành tháo bộ nồi này ra và bắt đầu ốp lên bộ nồi FCC cho anh em coi ha. Sau đó sẽ test, bắt đầu là test cái độ bốc và đồng thời là test cái độ mà nhẹ của cái côn này ha. Rồi ok anh em. Đã thấy bữa giờ quay của tiệm Anh Thịnh rất là nhiều. Thì bây giờ Tùng cũng giới thiệu sức ảnh hưởng của Tùng đối với tiệm của Thịnh Baker ha. Thì sau khi anh em xem những clip của Tùng thì anh em cũng đã thấy tình trạng của tiệm của Anh Thịnh Baker ha. Nói chung là cũng không có gì thay đổi. Đó là sự ảnh hưởng của Tùng. Anh em thấy tuyệt vời không? Nói chung là tiệm vào thứ bảy chủ nhật rất là đông.
anh em muốn liên hệ làm xe thì anh em cứ nhắn cho anh Thịnh để sắp xếp lịch trước ha. Nè, viết thư kẹp để nhôm rồi. Bố, để nhôm đồ này nọ là hư hết đúng không? Hư hết, không còn gì hết. Bò hết, thay hết. Là bố là sắp đồ dư hết đúng không? Còn nguyên cái chuồng heo này mình tháo ra thay đúng không? Không, thay kẹp đó rồi. Thay kẹp để nhôm thôi. Để nhôm. Lọc nhớ rồi. Vô tí nữa sẽ cho anh em coi lại cái lọc nhớt của chiếc này không thì đi vô rồi thấy cái nồi như vậy thì chắc chắn lọc nhớt nó cũng khủng khiếp lắm vô quá mà nhớt này thì chắc cũng phải là mười mấy ngàn cây à quá không bao giờ thay quá thôi chơi bố nó bảo này chắc tháo ra chắc chưa được 800 mil nhớt quá nhỉ. Rồi vô lượm rồi bắt đầu rồi sẽ rửa ráy cái xe nè nha anh em, xe cũng như con người vậy á, hở ra là lửa thôi, giờ quá là phải tắm. Như anh em cũng thấy cái lọc này đó, cái này không phải còn cái lọc nữa, cái này là cái đồ tẩm nhớt nó đen cửa đó luôn ha anh em ha. Thì như chủ xe cũng đã thấy ha, chủ xe khỏi thắc mắc về vấn đề này nữa ha, cái nồi này là thuộc dạng là banh rồi đó. Rồi quay tình trạng của cái nồi này cho anh em coi ha. Đối với những một số anh em chơi xe thì lưu ý về cái phần nhớt đồ định kỳ thay cho đúng nha anh em. Nhớt định kỳ cứ qua bên Thịnh Baker sẽ túc trục cho anh em 24/24. Khuya anh Thịnh vẫn qua sẽ thay nhớt nha anh em. Chỉ cần anh em gọi là sẽ thay. Ủa, trời ơi, nhớt mà nó bơm cái này thôi chứ. Trời. Vừa giả màn. Rửa 1 lít rưỡi xăng rồi mà vẫn chưa sạch ra anh em ha. Giờ bắt đầu sẽ rửa tiếp lại cho anh em ha. Là anh em biết cái nồi này như thế nào rồi. Rồi ok anh em ha. Thì giờ đã tháo bộ nồi SCC này cho anh em coi ha. Đây. Hiện tại nhìn anh em cũng nhìn thấy ha. Cho mượn xíu nhà hậu. Nhìn cái lát sắt này. Chất lượng không? Nó dày cỡ này luôn nè anh em thấy không, nó khác hoàn toàn với những lát sắt khác đó. Rồi về cái phần bố nha, về cái bố nha anh em, nhìn cái bố thôi là coi như cũng thấy ghiền luôn đó. Nó dày hơn, nó dày hơn mà nhìn nó cứng cáp hơn. Cái đường văn này đó, nhìn những cái đường văn này ok hơn nữa rồi ha. Giờ bắt đầu ráp lại cho anh em coi ha. Nhìn thì đơn giản vậy thôi nha anh em, nhưng mà tốt nhất là anh em nên đưa cho những anh em thợ để anh em làm canh cho đúng. Cái quan trọng nhất của một bộ nồi này đó là canh nha anh em.
Ráp thì dễ rồi, nhưng mà quan trọng là canh để đi được. Quá xin nữa, quá xin nữa. Ok, xong rồi nha anh em. Thì đây là chân nhung của cái nồi SCC ba là so chống trượt. Nhìn vô là biết mớ ken xe ben nha anh em. Từ đang quay. Đây hả? À? Hồ cá rồi cùng hồ trà đá hả? Ghê hả? Ghê hả? Vậy? Xe đi cái gì mà ghê hả? Không phải xe riêng nhá. Nhìn cái bộ nồi đẹp không anh em? Cho anh em chiên ngưỡng nha. Ok, mình rắp xong rồi, bây giờ bắt đầu tiến hành ốp cái nồi vô, ốp cái chụp nồi vô và bắt đầu test canh chỉnh sơ rồi bắt đầu test lại cho anh em coi ha. Rồi ok anh em, sau khi làm xong cái nồi thì giờ bây giờ test số cho anh em coi ha. Nhắn số tại chỗ luôn này. Quá nhẹ luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ test chạy thử nha anh em. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái nồi trường này nha anh em. Bây giờ mình đi số 1 nha, test thử nha. Rồi ok, cảm nhận đầu tiên nhẹ hơn cái bồn xin rất là nhiều luôn, bốc cực kỳ nhẹ luôn. Đó, nó không bị sừng này, đặc trưng hay của cái nồi này nó không bị sần tốt ha. Đó, bao bắt luôn. Rồi bây giờ quay đầu lại test nồi là phải test số 2, số 3, số 4 nha anh em, đừng test số 1 nha. Vô khi mà cái gài này nó gài vô một chút xíu, khi mà mình vô số đúng không, thì cái gài này, cái ngầm này nó sẽ gài vô, bắt đầu là bộ nồi mình nó bắt hơn rất là nhiều luôn á em. Đó, mình thấy mình là số không, lên cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ đã luôn. Rồi ok, cũng cảm ơn anh em đã xem hết video clip của Tùng ha. Rồi anh em nào có nhu cầu làm xe bảo dưỡng bảo trì gì đó thì liên hệ tại tiệm anh Thịnh nha. À, đứng tại chỗ nhà nè anh em, móc lên này, móc bằng chân này, chân bình thường thôi ha. Đó rồi, anh em thấy nhẹ cỡ nào ha, quá trời nhẹ luôn. Rồi ok anh em, thì anh em nào có nhu cầu làm nồi FCC bảo dưỡng bảo trì Winner X các dòng xe 150 thì anh em cứ liên hệ tại anh Thịnh Baker nha. Địa chỉ của anh Thịnh Baker là 114 đường 11 phường Trường Hòa Thủ Đức nha. Rồi ok anh em, hẹn gặp anh em ở một video tốt hơn.